khi anh em thấy thành Jerusalem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành hãy bỏ đi nơi khác, ai ở vùng quê thì chớ vào thành. Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó, vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống dân này. Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đầy đi khắp các dân các nước, và Jerusalem sẽ bị dân ngoại giày xéo cho đến khi mãn thời của dân ngoại. Sẽ có những điểm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Kính chào ông bà và anh chị em. Hôm nay là ngày thứ 5 trong tuần cuối cùng của năm Phụng vụ 2019. Lời Chúa trong Tin mừng theo Thánh Luca hôm nay vẫn tiếp nối các đoạn tin mừng trong chương 21 mà Chúa Giêsu nói về thời cánh chung. Hôm nay Chúa Giêsu nói về ngày mà Jerusalem bị tàn phá. Đó là hình ảnh biểu tượng ngày phán xét của Chúa. Và Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ của Người, những ai đi theo Người, trong ngày đó anh em đừng có sợ hãi, hãy ngẩng đầu lên, vì đây là ngày anh em sẽ được cứu thoát. Vâng, thưa ông bà và anh chị em, nếu chúng ta là con cái của Chúa và chúng ta xác tín và có một cảm nghiệm sâu xa về lòng thương xót của Người dành cho mỗi người chúng ta là con cái của Ngài, thì điều gì làm cho chúng ta sợ hãi? Điều gì làm cho chúng ta phải chạy theo những lời ngon ngọt mà sai lạc mất đức tin của chúng ta? Có một thời gian, có rất nhiều người nghe lời dụ dỗ rằng tận thế chuẩn bị tới rồi đó. 3 ngày 3 đêm tối mịt, chuẩn bị lương thực đi, làm phép nến đi, xin nước phép đi về nhà đi, để mà chuẩn bị. Vâng, thưa ông bà và anh chị em, những điều đó không phù hợp với đức tin của mỗi người chúng ta đã lãnh nhận, không phù hợp trong tư thế là con cái của Chúa. Tại sao chúng ta phải sợ hãi, và tại sao chúng ta chỉ có thể lo cho bản thân của mình tối 3 ngày 3 đêm? Tại sao chúng ta lo thiếu lương thực? Liệu chỉ một mình chúng ta có lương thực mà tất cả mọi người phải chết? Liệu điều đó là tốt cho chúng ta hay sao? Không, đó là sự sai lầm và bị dụ dỗ. Ngày của Chúa, ngày phán xét, Chúa Giêsu bảo anh em hãy ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu thoát. Vâng, thưa ông bà và anh chị em, xin cho chúng ta sống đức tin một cách kiên vững và cố gắng trong tư cách là con cái của Chúa. Cụ thể trong từng ngày sống, chúng ta đáp lại lời mời gọi của Người, lời của Người gửi đến mỗi ngày cho chúng ta, cho gia đình chúng ta. Và chúng ta kiên vững, chúng ta kiên trì, thì không có điều gì chúng ta phải sợ hãi cả. Anh em hãy ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu thoát. Cảm ơn ông bà và anh chị em khi cho chúng ta có một cái sự tin tưởng đó, một niềm xác quyết như vậy, để chúng ta trung thành với Người. Cảm ơn ông bà và anh chị em, để xin Chúa gìn giữ và nâng đỡ đức tin của mỗi người chúng ta. Amen.